Xin chào toàn thể tất cả các em học sinh thân mến. Thầy xin giới thiệu, thầy tên Võ Văn Dớ, giáo viên thể dục trường tiểu học A Thăng An, thị xã Tân Châu. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong chương trình giáo dục thể chất lớp 2 của bộ sách Trăng Trời Sáng Tạo. Trước khi vào bài học, thầy có một số lưu ý đối với các em như sau: ngồi học ở những nơi có đầy đủ ánh sáng, không ngồi quá gần tivi hay máy tính. Trong khi ngồi học, các em tập trung chú ý lắng nghe. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu bài học nhé. Tiết học hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em động tác thứ 8 là động tác điều hòa. Và chúng ta ôn lại 7 động tác của bài thể dục phát triển chung lớp 2. Trước khi vào bài học, thầy mời các em xem video và khởi động cùng thầy nhé. Động tác xe cổ. Ta đứng hai chân đầu ngược quay, hai tay chống hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 Để cắn tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mỗi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8 Xe quay. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mỗi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8 Xe cánh tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mỗi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8 Xe hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mỗi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8 Xe cúp gối hai chân trụ. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mỗi chiều 2 2 3 4 5 6 7 8 Xe cổ tay kết hợp cổ chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 Mũi chân 2 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo nội dung, thầy sẽ hướng dẫn cho các em động tác thứ 8 là động tác điều hòa. Sau đây thầy mời các em xem tranh. Động tác thứ 8, điều hòa, tư thế chuẩn bị đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay dang ngang lên cao thẳng hướng, lòng bàn tay hướng vào nhau, lắc hai bàn tay, ngửa mặt, mắt nhìn theo tay. Nhịp 2, từ từ cúi người, giữ hai chân thẳng, đồng thời hướng hai tay xuống đất, lắc hai bàn tay. Nhịp 3, đứng thẳng, đồng thời đưa hai tay dang ngang lòng bàn tay sắp, lắc hai bàn tay. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, 7, 8 ta thực hiện giống như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng ở nhịp 5 ta bước chân phải sang ngang. Sau đây thầy mời các em xem bài phân tích một lần 8 nhịp động tác điều hòa. Tư thế chuẩn bị đứng nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, hai tay lên cao, ta lắc cổ tay. 1. Nhịp 2, gập người xuống, lắc cổ tay. 2. Nhịp 3, hai tay dang ngang. 3. Nhịp 4, thu tay thu chân về. Nhịp 5, 6, 7, 8 ta thực hiện giống như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng bước chân phải. 5 6 7 8 Sau đây thầy mời các em
Xin thầy thực hiện 2 lần 8 nhịp động tác điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp theo, thầy mời các em chúng ta ôn lại 8 động tác của bài thể dục phát triển chung lớp 2. Động tác thứ nhất, vươn thở 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ hai, tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 3 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 4 lường 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 5 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 6 toàn thân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 7 nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 Động tác thứ 8
điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Như vậy là hôm nay thầy đã hướng dẫn cho các em được động tác thứ 8 là động tác điều hòa, và chúng ta ôn lại 7 động tác của bài thể dục phát triển chung lớp 2. Sau đây thầy mời các em xem video và thả lỏng cùng thầy nhé. Hai chân đứng rộng bằng vai, hai tay chúng ta lên cao, mắt cổ tay sâu vào, hợp người xuống, thở ra. Ở động tác này chúng ta thực hiện từ 5 đến 6 lần. Giờ ta thả lỏng tay và chân. Động tác này chúng ta cũng thực hiện từ 5 đến 6 lần.